Xin mến chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình chia sẻ các bạn chọn cái bộ lịch được thiết kế năm 2021. Thì đây là bộ lịch năm 2024 gồm có âm và dương lịch đầy đủ ha. Đây mình thiết kế sẵn 4 mẫu để chia sẻ các bạn. Các bạn có thể truy cập vào trang web tienpts để tải về. Ở đây thì mình đang thiết kế và update cho các bạn có rất là nhiều những cái mẫu lịch, bao gồm những cái mẫu lịch lóc, file BSD và những cái mẫu lịch sáo treo file BSD ha. Đây hiện tại thì mình đang chia sẻ các bạn là những cái mẫu lịch này. Các bạn có thể tải về dạng file BSD, có rất là nhiều file BSD để các bạn tự mình thiết kế lại ha. Rồi trong video hôm nay thì mình chia sẻ các bạn cái cách để chúng ta sử dụng những cái mẫu lịch này làm sao mà cho nó đẹp. Thì hiện tại đã bước vào đầu tháng 9 thì chắc có lẽ khoảng tháng 10 tới tháng 12 là chúng ta đã có nhận lịch để thiết kế rồi, nên mình chia sẻ các bạn sớm để các bạn có thể chuẩn bị những cái tài liệu mới này để phục vụ cho khách hàng của mình ha. Rồi ok, thì rất là nhiều mẫu lịch mình thiết kế mình thấy cũng khá là đẹp nên các bạn chỉ cần tải về và các bạn sử dụng thôi. Thì đây hiện tại thì mình đang nhận thiết kế cho một số khách hàng nên mình chia sẻ các bạn trong cái video này. Các bạn tải về và thay hình ha. Ở đây thì hình mình đã để sẵn rồi, các bạn cứ việc tải về thôi. Rồi thì ở đây là file BSD nên cái đây thì là cái mẫu lịch bao gồm âm dương luôn nha các bạn. Thì những cái mẫu lịch này mình đã test và mình thấy rất là ok. Thì các bạn tải về, các bạn để con rồng vô. Thì để có tài liệu con rồng các bạn truy cập vào trang web của mình ha. Rồi các bạn tải cái con rồng vô. Thì ở đây mình đã update lên thường xuyên cho các bạn luôn. Thì bình thường mình sẽ update lên trên đây rất là nhiều khi mà có những cái tài liệu mới nên các bạn có thể tham khảo và truy cập vào khi mà các bạn cần. Ở đây thì các bạn tải về những cái tài liệu con rồng này về nè, các bạn đưa vào thì nó sẽ hay hơn. Rồi ok, thì ở đây mình đã có con rồng sẵn nha nên mình sẽ bỏ vào đây luôn. Tuy nhiên thì những cái tài liệu này có thể là có những cái chữ này nè mình chưa có xóa nên các bạn lưu ý các bạn xóa đi ha cho nó hình nó đẹp, tại vì chữ nhiều khi mẫu thiết kế của Trung Quốc nên các bạn chú ý. Còn bình thường thì mình up lên thì mình đã xóa hết rồi đó. Cái biểu tượng con rồng nhìn nó cũng hay ha, đó đơn giản thôi. Thì các bạn thiết kế thì tùy theo sáng tạo của các bạn nha. Ở đây thì những cái mẫu lịch này nó chung nên mình chia sẻ. Thì mình cảm thấy cái màu sắc nào đẹp thì mình đưa vào thôi. Con rồng này mình bỏ đâu đây, khoan để mình sẽ đưa hình vào trước để mình xem cái vị trí phù hợp. Thì các bạn thấy mình chỉ cần đưa hình vào là xong ha, nó rất đơn giản. Còn các bạn muốn trang trí thêm nhiều ảnh thì các bạn cứ bỏ thêm vài khung vào trong đây thì nó theo yêu cầu của khách hàng thì nó đẹp hơn. Thì bây giờ chủ yếu là chúng ta thiết kế cho những cái khách hàng lẻ thì thường thì khách yêu cầu mình ghép thêm hình hoặc là thêm chữ vào, thêm tên của con người ta, hoặc là nói chung là các bạn làm sao thấy đẹp thôi. Ở đây thì biểu tượng con rồng mình sẽ để trên chữ giáp thìn ha, nó quay vô đi nó hay hơn đó. Thì thiết kế thì nó rất là đơn giản, các bạn chỉ cần có tài liệu sẵn thì chúng ta có thể thiết kế bất kỳ cái gì mà các bạn có những cái ý tưởng hay thì các bạn cứ thiết kế thôi. Cái này là mà thiết kế là dạng sáng tạo mà không có ai giống ai hết ha. Đó, mình sẽ để xung giáp thìn ở đây. Nói chung những cái mẫu này mình đã thiết kế cũng khá là ổn rồi nên các bạn có thể tải về và dùng thôi. Ở đây mình chưa xóa cái phần này ha, nên giờ mình sẽ xóa. Các bạn lưu ý khi mà tải những cái tài liệu trên mạng về, nếu các bạn mà không để ý thì các bạn rất là dễ bị giống như là bị sai nha, nếu các bạn không kiểm tra kỹ. Thì thường thì mình kiểm tra rất là kỹ trước khi mình sử dụng một cái tài liệu gì đó, tại vì cái này là mang tính chất giống như là in số lượng nhiều. Nếu như mà các bạn thiết kế mà sai một lần thôi là các bạn có thể sẽ sửa lại rất là nhiều, nên các bạn lưu ý giúp mình ha. Những cái tài liệu đôi khi mình chia sẻ thì mình đã kiểm tra rồi, nếu các bạn mà kiểm tra thêm một lần nữa thì nó sẽ hay hơn. Mình thấy cái mẫu này nó cũng đẹp hơn nữa nè. Đó, nói chung là những cái mẫu mình chia sẻ các bạn thì miễn phí, nên các bạn thấy yêu thích những cái nội dung mà mình chia sẻ thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh ha. Ở đây mình làm thêm một mẫu nữa cho khách hàng chọn đi, mình sẽ gắn thêm một mẫu này, mình thấy mẫu này cũng khá là hay. Rồi thì đây là những cái nội dung mà mình chia sẻ trong cái video này. Nếu các bạn nào mà thấy hay hữu ích thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh. Thì thường thì mỗi năm mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái mẫu lịch mới nhất, và mình thường thì mình sẽ cập nhật vào mỗi năm để giúp cho các bạn có những cái tài liệu sớm nhất để các bạn thiết kế cho khách hàng trong cái mùa lịch Tết, cũng như là những cái hình mà học sinh đó. Thì những cái tài liệu thì mình thường thì mình sẽ sưu tầm trong khoảng một năm đó các bạn, khoảng một năm để mình update cho các bạn. Nên những cái nói chung là cũng không có kể không gì, mà tại mình muốn nói cho các bạn biết thì để biết là cái những cái tài liệu này muốn có gom lại như vậy thì không bao giờ dễ ha, phải có thời gian mới có được. Rồi ok, thì hai cái mẫu này mình sẽ gửi cho khách hàng xem, nếu khách hàng đồng ý mẫu nào thì mình sẽ in mẫu đó. Nó ở đây cũng còn cái mẫu này cũng khá là đẹp nữa nè. Rồi xin cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn quan tâm về những cái chủ đề Photoshop và những cái tài liệu mà mình chia sẻ thì các bạn có thể truy cập vào trang web ha. Ở đây thì trang web của mình update rất là thường xuyên những cái gì mới, mình sẽ chia sẻ lên đây. Rồi ok, share lại, trong quá trình làm các bạn nhớ share lại. Rồi xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.